Vâng, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Shop Hàng Bãi nhé. Đấy thì tiếp tục lại lên cho các bác những sản phẩm của bên đồng hồ bãi này. Đấy thì các bác lướt qua kênh thì ủng hộ cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh, một nút chia sẻ kênh các bác nhé. Xin chào các bác và cảm ơn các bác rất nhiều. Đấy thì các bác đã phục các bác đã qua đã ủng hộ em trong suốt thời gian qua. Em rất là cảm ơn các bác rồi đồng hành cùng em. Đấy thì hôm nay lại tiếp tục lên cái mẫu về bên con lắc sừng bò này. Đó, con Senko Sonola. Con này có cái kiểu kim của nó kim vàng, đấy, kim mạ vàng và số kim số mạ vàng số nổi các bác nhé. Thì các bác đồng hành cùng em thì cho em xin một nút like nhé các bác nhé. Đồng hành cùng em thì cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh, một nút chia sẻ kênh đấy, để cho kênh của em phát triển này. Và trong video có sản phẩm nào các bác quan tâm thì các bác cứ liên hệ cho em theo số điện thoại 0818 132 198 đấy, thì để em tư vấn và chốt đơn cho các bác. Còn những điều gì thắc mắc thì các bác cứ liên hệ trực tiếp cho em. Với một con Senko, lắc sừng bò này thì nó có chiều cao của nó là đi được 44 cm các bác nhé, 43,5 cm. Còn chiều ngang của nó là đi được 26 cm, 25,5 cm, chưa được 26 đâu. Đấy, con này thì nó thùng bè, đấy, chất liệu của nó thì bằng gỗ các bác nhé. Kim số thì mạ vàng, kim số mạ vàng số nổi lắc sừng bò đấy. Con này dùng có cả lịch luôn các bác nhá, có cả lịch. Ở cái vấn đề chảy xước thì nó có những cái vết xước nhẹ ở đây đấy, vết xước gỗ ở đây nha các bác nhá. Đó, con này thì đường kính của cái mặt đồng hồ này, mặt đồng hồ đường kính của nó thì nó sẽ được là đi 19 cm các bác nhá, 19 cm. Con này thì nó có cái tiếng chuông như này, em sẽ test cái chuông cho các bác. Con này 30 phút không không điểm, không điểm nhạc, không điểm chuông nhé, không điểm giờ. Đó, con này chuông đánh rất chắc luôn. Con này cái mặt kính của nó mặt kính phẳng các bác nhé, mặt kính là mặt kính phẳng không phải kính mo đâu. Đấy, kính là kính phẳng. Đó. Đấy, mà lắc sừng bò rất là lắc, rất là đây, nó còn để cho mình ở cái đây là nó là đặc biệt đặc chuẩn là phải là thẳng tâm. Đấy, ở đây nó có cái hướng dẫn chỉ dẫn cho mình là thẳng tâm, đúng thẳng tâm nhé. Đấy, thì nó mới lắc, còn không nó không không lắc đâu. Đấy, các bạn có lịch trong này, có lịch này, các bác nào mà dùng muốn yêu cầu có lịch thì đây nó sẽ có lịch đáp ứng cho các bạn, có lịch luôn này. Rồi các bác quan tâm thì lên mã cho em nhé. Hôm qua con đã 75 D75, hôm nay lên mã con D76 này, con D76 nhé. Con này thì em gửi đến các bác là đi con lắc sừng bò này là 1 triệu thôi. Đấy, các bác nhé, 1 triệu cho con lắc sừng bò này. Đấy, kim vàng, kim mạ kim và số mạ vàng nhé, số nổi. Đấy, nhìn rất ok luôn, lắc rất chuẩn luôn. Đấy, các bác về cứ treo lên tường là treo treo chuẩn ấy, treo cân là nó sẽ lắc chứ không có phải lo. Đấy. Còn các bác mà để lệch, đây là ví dụ như em để lệch nhá, này để lệch này, đấy là nó dừng này. Đấy, các bạn thấy chưa, ví dụ đây em để thẳng này nó tự lắc luôn đó, thấy không, nó tự lắc luôn. Đấy, các bạn thấy chưa, nó lắc luôn. Đấy, còn không bây giờ em để cái miếng lót ở đít ra này, nó cũng không lắc nữa này. Đấy, thấy chưa? Đấy, em bỏ cái miếng lót ở đít ra nó không lắc, tại vì khi này em treo ở đây thì nó có cái độ võng. Đấy, là bỏ ra nó không lắc được đâu. Đấy, thì các bác quan tâm lên mã cho em nhé. Cái này các bác đặc biệt là các bác treo phải sao chuẩn sao cân thì nó sẽ lắc ngay. Rồi tiếp đến một con Senko này. Đấy, con Senko này thì nó bằng chất liệu bằng gỗ các bác nhé, chất liệu bằng gỗ. Con này thì nó có cái chế độ có nhạc chuông, có chuông. Con này có bề ngang của nó là đi được 34 cm, chiều ngang và chiều cao của nó được 31,5 cm các bác nhé. Đấy. Mặt kính con này là mặt kính phẳng này. Đấy, chất liệu của nó thì bằng gỗ thịt luôn, dùng cho bác là một quả pin đại. Đấy, con này thì có chế độ tắt chuông và mở chuông. Đấy, chuông để đây. Đấy, này em sẽ test chuông cho bác nhé. Đấy, con này đánh kính cong này. Đấy. Đấy, kính cong.
con này như hết cái pin, cục pin này hết pin rồi cả. Đợi em xíu em thay cục pin khác xem có phải. Thay cục pin khác xem. Đấy, đúng rồi các bạn. Pin nó bị hết nhé. Pin bị hết. Hèn gì mà đợi mãi nó chả thấy kính con lâu thế. Đấy, em sẽ test lại cho bác này. Đấy. Đó, nghe nó rộn rã thế cơ mà. Đó. Đó, rồi các bác quan tâm mình lên mã cho nhá, lên mã cho là mã số con D77 nhá. Con D77 này gửi đến các bác là 950k. 950k cho con mã D77 nhá. Đấy, gồng búa kính con luôn. Các bác muốn nghe kính con thì nghe, mà nghe con thì có một loại con, còn loại này loại kính con nghe nó hai chuông các bác nhá. Đấy. Rồi các bác quan tâm lên mã cho là qua mã con D77 nhá, 950.000. Dùng một pin đại nhá. Đó, dùng một quả pin đại. Rồi đây cho bác một con Citizen, con này Citizen, con này dùng pin tiểu này. Chờ em xíu em lấy pin, đây hết pin. Đó, con này con Citizen kim nảy các bác nhá. Con Citizen kim nảy này. Con này thì nó chất liệu của nó không bằng gỗ này. Con này có cái chiều cao của nó là đi được 28 cm và chiều ngang của nó được 30 cm, 28 và 30 các bác nhé. Kim nảy hàng Citizen, kim nảy không gỗ nhé. Con này thì gửi đến các bác là con này với giá là đi con mã số 78 này. Đấy, con mã D78 nhé. Con này gửi đến các bác là đi 280.000, 280.000 cho một máy, một đồng hồ Citizen của Nhật. Đấy, 280.000 nha các bác nhé, 280.000 D78, mã D78, 280.000 cho mã D78 này, dùng một pin tiểu, máy nhỏ pin tiểu các bác nhé. Đấy, đằng sau này bằng nhựa, còn đằng trước này là của nó là không, của nó bằng gỗ nhá. Đấy, không viền của nó bằng gỗ, còn cái viền của này của nó là bằng kim loại. Đấy, bằng cái này viền bằng nhựa chứ các bác nhé, viền này viền nhựa này. Đấy, cái này viền nhựa các bác nhé. Đó, rồi các bác quan tâm mình lên mã reo là mã này, mã số 78 này, D78, 280.000. Rồi con này là con bằng gỗ này. Con này bằng gỗ dùng pin tiểu này. Đấy. Con này kim nảy luôn nhé các bác nhé. Con này có đường kính của nó là đi đường kính của nó là đi 32 cm các bác nhé. Đường kính của nó 32 cm. Đấy. Con này thì dùng một máy pin tiểu này. Đấy, dùng máy pin tiểu các bác nhé. Đấy, con này thì lên mã cho em là mã số 79 nhá, mã D79 này. Con này gửi đến các bác 250.000 cho mã D79 nhá. Đấy, mã D79 250.000. Rồi các bác quan tâm lên mã cho em D79 250.000. Rồi lên một con này là con Senko này. Con Senko này dùng cho có lấy hai quả pin đại. Hai quả pin đại. Đó. Con này dùng sóng radio các bác nhá. Đấy, sóng radio này. Con này thì nó có cái viền này bằng nhựa này. Viền này viền bằng nhựa các bác nhé, nhựa là nhựa cái nhựa giả đá. Đấy, nó vân giả đá màu trắng sữa giả đá nhé. Đấy, con này thì nó có chế độ ba cái chế độ chuông, ba chế độ chuông. Ở đây nó có chế độ một chuông này. Đấy, đây chuông này,
đó, nó ba chế độ để mình bấm chuông đó. Tổng của nó là đi 18 bản nhạc nhé. Đấy, mỗi một cái nút này là nó ba bản, mỗi một cái nút này là có nó ba bản nhạc này. Đấy, ba nút này nó là ba bản nhá. Đấy, đấy, 6 bản chứ, mỗi nút này là 6 bản. Đấy, tổng cộng là ba ba nút này là đi 16 bản nhá. Đấy, nên bấm sang chế độ nhạc bên này đó. Đó, em bấm về nhạc bên này. Đấy, rất là nhiều loại. Nó là 16 bản cơ. Đấy. Con này có chiều cao của nó 41 cm các bác nhá, và chiều ngang của nó được 37 cm. Đấy, con này thì hiện trạng của nó thì không bị vỡ ngoài, nhưng bên trong thì bị nứt nha các bác nhá. Bên trong là bị nứt kim tí này. Đấy. Nếu các bác quan tâm thì lên mã cho là mã này là mã số 80, mã D80 này. D80, con này thì em gửi đến các bác là đi con này 680.000. 680.000 cho mã D80 các bác nhá. Dùng hai pin đại. Đó. 680.000 cho mã D80, dùng hai pin đại, máy móc còn rất là mới luôn. Nó chỉ bị nứt một xíu ở cái chỗ cái đằng trước. Nó ở chỗ này, đây này, ở chỗ này. Đấy các bác nhá. Đấy, bên trong đằng sau chiếc là máy móc còn rất là ok luôn, rất đẹp luôn coi nhé. Đấy, rất đẹp luôn, máy móc còn rất đẹp. D80 680.000. Rồi lên một con Citizen này. Con Citizen này thì sử dụng cho các bác là pin chung. Đợi em xíu lên pin chung. Khả năng pin hết pin rồi, cục pin hết rồi. Đó. Cục pin nó bị hết pin. Con này kim trôi các bác nhá, con này máy kim trôi. Hiện trạng của nó thì nó bị chảy ở những cái phần mép này nhá. Đấy, cái chỗ này mình dán băng keo đóng đồ đóng thùng nó bị chảy. Đấy. Còn đằng sau của nó thì là lên máy của nó là dùng một máy lớn pin chung. Có cần khởi động như này nhé các bác nhé, có cần khởi động, các bác lắp pin xong các bác khởi động cái cần này nhé thì nó mới chạy đó. Cái này nó chỉ có chế độ xem giờ thôi. Con này máy của nó là máy lớn pin chung, kim số nổi nhá, kim hoa số nổi, mà kim mạ vàng, số mạ vàng, kim và số mạ vàng. Đấy, nhìn rất đẹp luôn các bác ạ. Khung nền của nó thì bằng chất liệu cái gỗ phóc nhé. Đó. Rồi các bác quan tâm thì lên mã cho em, mã này là mã số 81. Có chiều cao của nó là đi 35 cm và chiều ngang của nó được 35 cm nào. Đó. Bác lên mã cho là mã này là mã D81. D81 nhé. Gửi đến cho các bác là đi 500.000. 500.000 cho con mã D81 rồi nhé. Đấy, nó thì nó máy móc vẫn ok hết, nhưng con này nó bị hơi chảy này thì em sẽ giảm giá cho các bác là cái mã này là D81 này. Đấy, sẽ giảm cho các bác luôn như vậy. Rồi tiếp lên một con mã 82 các bác nhé. Đấy, con 82, con Citizen, con này dùng máy pin tiểu thôi, con này máy pin tiểu này. Đấy, kim nảy các bác nhá, bằng chất liệu gỗ thịt này, cái này là bằng gỗ thịt nhá. Đấy, lau đi sáng ngoan loáng luôn bằng gỗ. Khung nền của nó thì màu trắng là nhìn rất là ok, rất đẹp. Chiều cao của nó là đi được có 28 cm 5 thôi.
còn chiều ngang của nó là đi được 32 cm 5. Rồi các bác quan tâm thì lên mã ra mã này, mã số 82, con mã D 82, con này gửi đến các bác là đi 300.000 nhé, 300.000 cho mã D 82, chất liệu của nó là gỗ các bác nhé. Đó rồi, ok, các bác quan tâm thì lên mã ra D 82 300.000. Rồi một con Senko này, con Senko con này dùng bên Trung luôn này. Đấy, bên Trung máy của nó rất đẹp luôn, rất mới này, máy còn rất là đẹp, dần và mới luôn. Đấy, con này không thích chạy các bạn. Pin nó còn không? Chạy pin hết pin đi chứ. Còn không thấy chạy các bạn. Đấy. Không thấy chạy. Các bác nào mà lấy về sửa chữa thì em thanh lý các bác con này nhé. Con này mã của nó là mã 83. Con mã D 83 nhé. Thanh lý cho các bác là con này máy lớn này. Con này 200.000 nhé. Đấy, 200.000 cho mã D 83 này. Đấy, D 83 200.000. Các bác quan tâm lên mã D 83 200.000 nhé. Con này không thấy nó chạy, máy lớn này. Rồi lên một con này là con chim chim hót này. Con này nó có tiếng chim hót các bác nhé. Con này con Casio. Đấy. Đến giờ nó là nó đổ hót chim, chim nó hót, tiếng chim hót như vậy. Đấy. Con này thì nó có cái chiều cao của nó là đi được 41 cm và chiều ngang của nó được 32 cm. Con này thì chất liệu của nó bằng nhựa các bác nhé, chất liệu của nó bằng nhựa. Đấy. Tiếng chim hót thôi, đến giờ là chim hót. Đó. Mỗi một giờ là có chim hót khác nhau. Đó. Rồi các bác quan tâm lên mã cho em con mã này, mã số 84 nhá. Con D 84 này. Con này em gửi đến các bác là đi 450.000. 450.000 nhá các bác nhá. Đấy, 450.000. Đấy, con này thì nắp pin này, có nắp pin nhưng mà cái đằng sau này ở chỗ đằng sau này có cái nắp, cái này không thấy cái nắp này. Đấy, không thấy cái nắp này đâu nhá. Đấy, chỉ có nắp pin thôi. Đấy. Dùng cho các bác là hai quả pin chung và hai quả pin tiểu. Hai bên chung và hai bên tiểu các bác nhé. Đó, rồi các bác quan tâm lên mã D 84 450.000. Rồi lên một con Citizen này, con này thì bằng gỗ này, con này sử dụng là pin chung. Đó, sử dụng pin chung. Con này máy của nó máy. Máy này máy lớn nữa, không thích chạy nhỉ các bạn nhỉ. Không thích chạy. Không thích chạy không?
Rồi các bác quan tâm lên mã kia, mã này em thanh lý cho các bác này. Đấy, con này máy của nó máy lớn này, dài bên trung, kim số nổi nhá. Đấy, kim vàng kìa, số nổi kim thì chất liệu của nó, cái này con này kim trôi đấy, nhưng nó lúc nãy em thử cho pin rồi nó có chạy, giờ nó không chạy nữa. Con này kim trôi. Đấy con nhá, máy lớn bên trung. Lên mã cho là mã số 85. Con D85 nhá. Con D85 này gửi các bác là 300.000. Đấy, 300.000 cho mã D85 này. Đấy, thanh lý nhá, thanh lý 300.000. Các bạn nào yêu cầu, các bạn nào yêu cầu lấy cái dòng máy lớn để về sửa chữa này. Con này thì máy còn rất đẹp luôn, lúc nãy em cho pin thì nó có chạy, em thử pin thì nó có chạy, giờ không chạy nữa. Đó, rồi lên một con pin chung nữa này. Con này máy không lớn, máy lớn pin chung này. Con này kim số nảy các bác nhá. Đấy, kim số nảy để nó dừ. Con này chất liệu của nó thì bằng nhựa thôi. Con này thì bằng nhựa thôi các bạn, bằng nhựa thôi. Đấy, chiều cao của nó thì nó chỉ được có là đi 28 cm và chiều ngang của nó được 29 cm. Đó, số nảy các bác nhá, kim nảy số nổi ít thôi. Đấy, máy kim nảy số nổi ít. Con này các bác lên mã cho em là mã số 86. Con D86 này, con này gửi đến các bác là đi 280.000. Đấy, 280.000. Đó, 280.000 con này, nó là nhựa. Rồi các bác quan tâm lên mã cho em nhá. Lên mã cho 280.000 cho mã D86 này. Rồi, tiếp tục lên con Senko nhé. Con Senko này kim nảy này, dùng một máy pin tiểu các bác nhé. Đó, một con này hình bát giác, chất liệu nó thì bằng gỗ nhé. Đấy, đằng sau của nó bằng nhựa. Đấy, cái bát giác của nó thì sẽ được là đi 31 cm bát giác các bác nhé. Đấy, kim nảy. Rồi các bác quan tâm thì lên mã ra con Senko này. Con Senko này thì mã này mã số 87 nhé. Con D87 này gửi đến cho các bác là 250.000, 250.000, 250.000 cho mã D87 nhé, kim này. Rồi các bác quan tâm lên mã ra D87 250.000. Tiếp tục lên một con Senko này. con Senko này dùng bốn quả pin chung, bốn quả pin chung luôn các bạn. Lên cũng không. Người hết pin, còn lấy pin khác. Thì con Senko này, con này nó có cái hệ thống của nó là mở tách mặt này ra nhá. Con này có hình bát giác này. Bát giác con này nó được đi là 34 cm các bác nhá. 35 cm, hình bát giác là 35 cm. Đó. Con này em sẽ test nhạc cho các bác là để nó. Test này, em thử đến xoay giờ xem này.
nếu nó không chạy bỏ ra con này ra nhé, xử lý cái xe sau nhé. Nhờ lên một con này là con này là con đàn tàu này. Đấy, con đàn tàu nhé, con này là con dành cho các bé này. Sử dụng con cho bác là hai quả pin đại và hai quả pin tiểu luôn. Đấy, hai quả pin đại này. Đấy, hai quả pin đại. Con này rất nhạc đoạn đằng trước. Đến giờ là phát nhạc nhé. Con này thì nó có hình bát giác. Bát giác của nó là được đi 37 sen các anh nhé, 37 sen. Đấy, con này thì đến giờ nó sẽ phát nhạc thế này. Đó. Rồi, các bạn quan tâm mình lên mã chưa? Mã này mã số 88 nhé. Đấy, mã 88. Con D88 này. Con này gửi đến các bác là đi 600.000. 550.000 nha các bác nhé, 550.000. Đấy, bác nào sở hữu con T88 này 550.000 luôn, ba cho bác luôn. Đó. Đấy, đấy, ok luôn. D88 550.000 nha các bác nhé. Lên một con Citizen, con này sử dụng cũng là pin trung, con này pin trung nhé các bác nhé. Đấy, máy lớn pin trung. Con này kim trôi, kim trôi nhé. Con này có chỉnh giờ ở dưới này. Đấy, chỉnh giờ nó ở dưới đít này, có cái nút. Con này thì bằng nhựa giả gỗ thôi. Con này nó có chiều cao của nó là 29 cm và chiều ngang của nó được 38 cm. Đấy, con này các bác lên mã ra là mã số 89 này. Con D89. Con này thì gửi đến các bác là đi 300.000 nhé. Đấy, 300.000 cho mã D89 này. Đó, D89 300.000, máy lớn pin trung. Đấy, máy lớn pin trung, chạy rất khỏe luôn các bạn. Cái dòng máy này chạy rất ok luôn. Rồi lên cho bác một con này là con Nationa kim trôi. Đấy, con này nó có chế độ của nó là ở đây có cái nhất là ba cục pin. Đấy, ba cục pin có đèn nhé các bác nhé, em thấy nó có đèn ở đây rồi. Đấy, đó, nó có đèn ở đây. Đấy, cái này các bác đi buổi tối, có ở buổi tối ấy. Đấy, các bác đi ngang qua bác chỉ cần ấy đèn tay này là nó tự sáng nhé, là nó hoặc là đi ngang qua, mình đi ngang qua ấy, là nó có ánh người đến là nó tự nó phát sáng, nó kiểu như cảm biến ấy. Đấy, còn là khi mà mình treo ở cái tầm cao thì không nó không ấy, nhưng mà cái tầm vừa ngang người, ngang mặt mình, trên đầu mình ấy, đi ngang qua là nó tự sáng. Đấy, các bạn đi ngang qua nó tự sáng luôn. Đấy, thế hay chứ. Thì các bác quan tâm mình lên mã cho em nhé. Con mã này là mã con Nationa này là có chiều cao của nó 30 cm và chiều ngang của nó được 32. Đấy, dùng cho các bác là ba quả pin chung để dùng đèn. Để dùng đèn, còn pin tiểu thì dùng để cho máy chạy nhé. Đấy. Thì các bác lên mã ra. Con mã này là mã số 80 à 90. Con D90. Con này gửi đến các bác là đi 500.000 cho mã con mã D90 nhé. Đấy. Mã D90 500.000. Đó. Đây nó ở đây nó có cái đèn, nó bật đèn chỗ này. Đây, đằng sau này có cái đèn, có cái công tắc. Đấy, các bác gạt lên, gạt đằng sau này lên này. Đấy, là mình bật, còn đi ngang qua đây là nó sẽ có đèn ở đây. Đấy,
Ở đây nó có cái đèn, có cái bóng, cái mặt là cái chỗ để nó cảm biến đấy, mắt cảm biến chỗ này, mắt cảm biến ở chỗ này nhé các bác nhé, đây mắt cảm biến đây đó. Rồi lên một con Senco, con này giống radio này. Đó. Con này dùng hai pin, hai quả pin tiểu nhá. Hai quả pin tiểu. Con này nó có cái mặt của nó mặt kính ở sau là bằng gỗ. Con này được 29 cm 5 và chiều ngang của nó cũng vậy luôn. Còn đường kính của cái này lòng đường kính của này được là đi 24,5 cm, 24 cm. Rồi các bác quan tâm thì lên mã ra mã này mã số 91 nhé. Con D91 gửi đến các bác là 400.000. Đấy, 400.000 cho mã D91 nhé. Dùng hai pin tiểu này. Đấy, D91 400.000. Con này là con này là con Ulamen, con này dùng cái này đây. Con này dùng pin chung là bên đại hay chữ bên đại. Con này thì con này không thấy chuông, không thấy chuông đánh nhé. Đấy, đến giờ không thấy điểm chuông. Con này không đến giờ không thấy điểm chuông rồi. Đấy, nghe anh tạch con không thấy điểm chuông. Bật công tắc chưa? Bật rồi. Đấy. Đồng hồ vào quả lắc thì sẽ chạy bình thường. Con này nó bằng gỗ nhé. Đấy, bằng gỗ luôn. Chiều cao của nó là đi 56 cm và bát giác của nó là đi được 30 cm. Đấy, bát giác 30 cm. Còn đường kính của nó cái này là được đi 20 cm. Đó. Rồi các bác quan tâm thì lên mã cho em. Mã này là mã số 92. Con D92 thanh lý nhé. À, thanh lý cho bác con này đi 600.000 nhé. Đấy, 600.000 cho mã D92. Pin đồng hồ và quả lắc chạy ok nhưng mà chuông không thể đánh. Đấy, chuông không thể đánh đâu. Đấy, lên nhanh cho bác luôn là nó bị như vậy. Con đây em có 3 con này. Đấy. Em có 3 con Casio này, Citizen này. Ở hai con Citizen một con Casio đều là sóng radio tất nhé. Đấy, bác nào mà làm 3 con này còn mới tinh luôn. Đấy, còn mới cáo luôn nhé máy móc. Đấy. Nhưng mà cho pin em không thấy nó chạy. Chắc pin là không thấy nó chạy. Đấy. Con nào còn mới cáo luôn. Nhưng mà cho pin không có chạy 3 con này. Bác nào mà làm được thì báo em. Đấy, con này mã số 93. Mã D93 nhé. Con này em gửi đến các bác là đi $500.000 ba cái nhé. Đấy. Đấy các bác nào mà dùng cái loại này thì đưa bà báo em 500.000 ba cái này. Đấy. À đâu em nhầm chứ, 500 cái ba cái này là em báo là đi 400.000, 400.000 chứ, 400. Đấy, bác nào đấy là 400.000 ba cái, em nhầm, 400.000 ba cái nhé các bác nhé. Đấy, mã 93 em nhầm. Thanh lý cho bác luôn, các bác về xử lý như nào, tại sóng radio em chịu cái vấn đề đưa pin mà nó không chạy thì chịu bó tay. Đấy thì trong video này các bác quan tâm mã sản phẩm nào thì cứ liên hệ trực tiếp cho em số điện thoại 0818132198 nhé. Thì phần cuối video thì đừng quên ủng hộ cho em xin một nút like, đấy, một nút đăng ký kênh, nút chia sẻ kênh nhé để cho em có lượt tương tác và đồng hành cùng em trong công việc buôn bán nhé các bác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.